Ui to quá. Mấy con cơ? Đây 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 mọi người. Không được hoảng loạn đấy. Tôi bình tĩnh, bình tĩnh, nháy móc kéo luôn. Rắn độc đây. Rắn độc, rắn độc, rắn độc. Hổng à, hổng à. Ôi đây mọi người. Cẩn thận nhé mấy anh nhá. To không? Cây chim to quá mọi người. Nữ đội này chim bụng rồi. Anh em phải tìm cây nào một cốt ấy. Đây này. Tí đi nhỉ, toàn cái chim đẹp của mọi người nhá. Anh em đang đi tìm chim. Chim hết thì, nhưng mà là chim bụi. Ui, cái chim to chưa nè. Ui, tí đi nhỉ. Thiệt. Ui rồi, cái chim to thế nhỉ. Một cây này đem về chậu rồng còn gì nói gì. Tí quá mọi người, nó còn sống không? Sống mỗi gốc thôi. Bao nhiêu tiền luôn đi. Ừ, tiếc nhỉ. Rẫy, nó phát rẫy. Ui giời, cây chim to thế này, cả bụi cây nào to này. To nhỉ. Ô đi. Đi kiếm cây nào to to ấy. Ừ, hỏi mấy ông dân bản địa đây nó không biết à. Hả? Làm gì đây anh ơi? Ô rắn kìa, chứ chứ, rắn kìa. Đâu đâu? Anh vừa gặp đây à? Đang phát rẫy được gặp anh. Đây đây đây. Đây đây đây, nó chuyển ra ngoài này. Ui to quá. Mấy con cơ? Đây 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 mọi người. Từ từ bắt con thôi. Ừ, không? Không được hoảng loạn đấy. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, lấy móc kéo ra. Rắn độc đấy. Rắn độc, rắn độc, rắn độc. Hổng à, hổng à. Cẩn thận nhá mấy anh nhá. Đây, con nước à? Đây, có con lửa đây. Đây, đây, đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thư đưa để nghỉ, cãi nữa. Đây, đây, bắt con này đã. Khống chế con này đã. Khống chế con này đã. Anh quay 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 canh về. Để mắt cho. Anh con em bắt cho, con này con em bắt đơn giản. Tí mắt anh thịt và thịt được. Không phải loại. Tôi ghê rắn đi lắm. Mấy ông chứ không rắn nó cắn chết cái cổng. Mọi người xem. Đây thì mấy hai bác này đang đi phát nương phát rẫy thì bắt có gặp rắn nha mọi người nhá. Tôi đi làm bao năm rồi mà hôm nay mình thấy con rắn to rồi đấy. Vâng. Ôi. Con này to lắm. Ừ, to thế. To làm sao nhá. To ra anh ơi. Nó chuẩn. Nhanh. Được. Cái cơ của nó nhìn kinh. Con đây nhanh nhanh bắt 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 lốc con. Ui, nó nào vào cái thứ. Lôi lốc kia ra nhá. Rắn này rắn độc lắm đấy. Rắn độc lắm ấy. Chú ơi. Tới đây, cũng miền núi đi. To hơn anh ạ. Ủa, chúng tôi ở đây nhưng mà ghê rắn lắm. Đây, 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 đây. Đâu ra rồi. Đâu, đây, đây, đây. Ừ, mấy ông này không may nó cắn chết nguy hiểm lắm, để bọn em bắt cho tí về anh thịt. Tôi ghê lắm. Anh thịt thấy anh làm gì anh làm. Ui dồi ôi trông này, trông có rắn không này. Dã man không, ui dồi ôi. Thế con này còn khỏe hơn nữa. Ừ, con này to. Nói chung các bác gặp chân chiến kìa. Các bác tránh xa rồi. Ui dồi ôi. Trông này. Ghê hơn nhỉ. Nào người này. Ui dồi ôi. Đấy, người thấy không? Dữ chưa? Quá dữ luôn nhá. Ui. Rắn này rắn gì cơ? Quá dữ luôn. Hổ mang à. Chúa đấy ạ. Bố lại có hổ mang chúa đấy. Cắn cái chết mưa này không? Độc quá rồi. Này, bành. Bành lớn rồi. Con này phải 5-6 cân. 5-6 cân đấy. 6 cân thôi. Mọi người thấy không? Con rắn rất là nguy hiểm luôn nhá. Thì người dân đây người ta đi làm rừng người ta gặp hai con. Thì nhân tiện anh em đang đi đây là đi săn rắn là coi thế nó gặp đây thì anh em bắt giúp người ta mọi người. Gớm nhỉ, to này. Kinh nhờ, con rắn rừng sợ nhỉ. Mấy anh em bắt là tốt lắm rồi. Tôi làm đấy ghê lắm. Đấy các bác lấy đi. Đi lấy về mà giết ngon rượu. Hả? Chúng tôi có bao giờ chúng tôi dám ăn dám bắt cái loại này đâu. Cầm đến. Vậy á? Một cái bình gớm nhỉ. Có nhỉ. Con này nuôi cái gà. Đây, gà chưa? Đuôi. Gà chưa? Cái này người nuôi. Lời nó dại hơn cả tôi luôn. Con này cũng vậy này. Con này. Em cầm hai con cái nặng đó. Lắm. Bao nhiêu lần mà chưa? Chục lần mà lên mà là hơi điên. Chục lần này ấy. Hơn yến là 100% luôn. Hai con hơn yến thật. Hơn yến. To lắm. Wow. Sợ thật. Bắt về đi cho nó. Bắt về là ngâm rượu. Ngâm rượu ăn. Vâng. Ngâm rượu hay ăn thịt các thứ được hết mà nấu cao. Cao, cao rắn này. Mà nếu mà gặp thì nếu mà có đồ chúng tôi chết. Chết về cũng giết thịt đúng không? Cứ đi à? Vậy đây nhiều vậy à? Nhiều lắm. Sợ làm giúp mà đây mục đích chúng tôi chỉ mục đích để dồn nó đi thôi. À ý là mình đuổi đi đúng không? Ừ, dám bắt
kinh như trong cánh rừng thế này. Đất này có sợ hay chứ nhỉ? Thế lắm chẳng có thuốc. Kinh thật. Đây một ngày nhá, cái con rắn rừng rộng thì xem nó cơ của nó này. Cơ lắm. Mà nó to nhỉ? Ờ, đôi rắn. Nó đang nề nuôi em. Đây em thử thả ra một kìa. Em thử thả ra cho mọi người xem. Anh quay dọc em thả ra xem, nhìn dài cơ. Nhà này. Chết đi. Bỏ phạt. Đấy, một đôi. Ê, nó phóng nhỉ? Chạy mất tích luôn ý. Nhanh luôn ý. Chạy nhanh lắm. Con này nó đang tưởng nó ẩn được. Mất chạy được. Thấy chưa? Nhanh chưa? Đây, thấy không? Mất tích luôn. Ừ, cho nó vào đấy. Kinh. Quát sao được. Nói chung là đã gặp bọn em đây, không quát được. Úi dồi ôi. Cứ na thẳng người mình luôn này. Con rắn rừng nó không sợ người nhỉ? Ừ, rắn rừng nó không sợ người đâu. Không sợ người đâu. Thấy đâu, nó tấn công. Thì nó sợ. Ui, chân này con nước kìa. Chân cam rồi. Cô thế này, con này giờ em thả đi nhá. Thả đi thôi. Anh có bắt không? Anh em bắt mang đi đâu cho họ chúng tôi. Hai hai công an đúng không? Hai công an nó kia thả nhá. Hai em mà rừng sâu thả đây. Hai bác có ăn không? Thôi thôi. Thôi nhá anh em, mình đi đi. Anh em mang ra kia bỏ túi xong anh em thả đi nhá mọi người nhá. Kinh thật. Anh em sẽ thả trong rừng sâu để cho nó đỡ ảnh hưởng đến công việc của người dân, người ta làm việc đây mọi người nhá. Kinh thế. Cảm ơn anh em nhá. Chào các anh nhá. Đi. Bắt cả hai con này ra xe nó nặng đấy. Kinh thế nhỉ? Đi, ừ. Đừng đi tìm chim mà được hai con hổ mang to thế nhỉ? Cái con hổ rừng đấy em nhiều lắm thì mới gặp to. Bắt làm đỡ kìa. Đi đây. Đi đây. Ôi, còn nữa. Ôi, cầm ra xe đi. Thư chạy lên đây nhỉ? Vẫn còn nữa ở đấy cả. Ui, nắm rắn thế. Ai vừa bắt tinh tí này nó lại. Cái con nữa đây rồi. Lại thấy á. Cái này vừa thức con nữa chọn này. Ui, con nữa đây à? Ừ. Ui, vừa tí. Lấy cây bới. Cắn cây nhiều lắm. Lấy cây. Ui, tình thế. Lấy cây bới, lấy cây bới. Tìm kỹ đi. Tìm kỹ đi, tìm kỹ đi. Tìm kỹ đi. Vừa thấy đây luôn à? Ui, ra đây này. Ra đâu, ra đâu. Ui, giời, đúng rồi, gần đúng rồi rồi. Ôi, ôi, đấy, ôi. Đấy, này, nó nổ ra đây này. Ui, hổ mang to thế. Con hổ mang to lắm anh em ạ. Sao hổ mang rồi. Đây rồi, xác cái rồi. Người đâu? Thằng hang ở đây rồi. Hang ở đây rồi. Hang ở đây rồi. Tìm kỹ đi, tìm kỹ đi. Không thể đi đâu được. Tua hết ra. Vừa đây mà. Vừa đây mà đã đâu rồi? Lắm nhanh lắm. Cẩn thận đấy. Cẩn thận, cẩn thận, chân mày. Cái này tốt quá. Cẩn thận đấy. Nó rít dưới chết đấy. Lấy cái móc này anh này. Ủa, đưa anh. Đây. Ui, ở đây. Lấy cái móc này mà sao không? Lấy đầu. Ui, trời ơi. Đâu, đâu, đâu. Đâu, đâu, cái đầu chỗ này này. Ôi, vừa thấy đầu đây mà. Cách bên kia đi, cách bên kia đi. Đây, đây, đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, ui, đốn thích này, ui, ui, nhiều thế nhỉ, đây rồi, ui, gớm chưa, ba con luôn, ui, đây rắn nó to nhỉ, rắn đi đồi to lắm, đồi tốt này to lắm, cha mình ái chồng, còn nữa, kinh không này, một đoạn dài nữa, kiểm tra kỹ trong cái xác nó có hang đấy đào luôn. Đây. Thì chắc con này lột xác ở đây. Con này lột xác đây thôi. Ừ, chúng ta nó lột xác rồi. Đúng chứ nhỉ. Ai chưa này. Hai con nữa này. Ai mọi người xem này. Kinh nhỉ. Nắng ra nhiều thế. Này nắng ra nhiều quá, nắng ra nan đấy. Thôi đi đi, anh em mình. Có thứ chưa? Ông cắt hàng kia rồi. Cắt hàng kia chị em. Cắt rồi. Đi vậy đi. Đi đi. Đi. Thế vậy nhá anh em mình ở đây là tập cộng bắt được 3 con nhưng mà hai bác ở đây mọi người nhá. Thì bây giờ anh em mình xin phép kết thúc video để anh em mình mang cái rắn này về. Mọi người xem video nhớ like, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp anh em nhé. Chào mọi người nhá.